Nam Phong, mình đi đi. Bà ta là ai đó? An chi? Đừng hỏi nữa. Tôi vừa về. Ăn uống gì chưa? Tôi nói cho hả? Bà phải đợi được tôi đến lúc đó. Lúc đó tôi sẽ kể cho bà hết, hết tất cả mọi chuyện. Bà đừng có do dự lâu quá nha. Sao em lại rút lui, nhường quyền làm mẹ cho người khác được? Em suy nghĩ cho chín chắn đi. Nó là núm ruột của em mà. Phải mốt từ trên cái ngọn tóc trên đầu cho tới cái móng chân y chang với tôi vậy nè. Get out. Gió,